Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày 30 Tết thì mình muốn làm cái clip vlog này. Mình muốn quay cho tất cả các bạn xem là nhà mình của năm ngoái và năm nay nó sẽ có gì khác nhau nhá. Nói chung là hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021. Mình cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn đang xem cái clip này sẽ gặp thật nhiều may mắn trong năm mới và làm ăn phát tài nhá. Thì trước khi mà mình đi vô nhà thì đây, cây mai năm ngoái nhà mình nó nhỏ siêu siêu mà nó cằn cỗi á, thì năm nay mình tuốt lá sớm quá các bạn ạ. Này, mình tuốt lá sớm quá, mình có gắn bóng nháy ở đây rồi này. Rồi rồi, còn cái bóng đèn này nó bị tịt là mình vừa mới đá phát nó bay ra luôn. Cái dây nó ngắn quá. Cái dây này nó ngắn quá, đâm ra mình nó đá mình văng ra luôn. Còn đây là cây mai, năm nay mình tuốt hơi sớm các bạn ạ. Đâm ra hôm nay nó nở từ 3 ngày trước hết trơn luôn rồi. Nói chung là vẫn bây giờ vẫn còn, nhưng ngày mai thì ngày mùng 1 Tết thì nó lại teo 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 teo. Đây là cây mai. Còn tới bên này là một viên cỏ. Cỏ đây nha các bạn. Mình có trồng hoa hồng ấy. Đây có mấy cây hoa hồng ấy, nhưng mà giờ nó lại nở hết mất tiêu rồi, giờ nó tàn mất rồi. Hôm bữa nó nở cơ, mình cần cái này thì mình cũng vừa mới cắt dây. Cắt dây bây giờ nó mới chỉ có nụ thôi, chứ không có gì, nhưng mà rất là nhiều cỏ luôn. Đây có cái bông này. Cái này là hoa hồng. Được không? Các bạn thấy đẹp không? Này. Đây, đấy. Xịn chưa? Còn mấy cái nụ nữa. Thì năm nay là mình có sắm được hai cây quất. Hai cây quất là hôm qua mình quên tưới, hôm nay nó héo. Trời, thấy nó tội ghê trời. Còn bên này thì vẫn cây bằng lăng năm ngoái thì nó nhỏ, năm nay thì mình tưới nước cho nó đều ấy, đâm ra nó cũng tốt phết rồi các bạn. Này, đang mới ra lá non này. Còn tới bên này là cây rú sữa. Cây rú sữa nhưng mà nó nắng quá nó cháy hết lá luôn. Sợ thật đấy, cái khu vực nhà chỗ này nhà mình là nó không có cái gì nó ấy các bạn. Nó nắng lắm. Nó nắng thẳng vào đây, cây này nó muốn cháy lá hết. Không biết khi nào thì mới có quả ăn nữa, nhưng mà các bạn đi qua bên này xem này. Qua đây cho mọi người xem cái lá nó cháy đến mức độ này cơ mà. Này. Đây, sao không? Cháy hết luôn. Rồi, thì bây giờ vô trong bên nha. Vô trong nhà mình nha, để xem có cái gì hot không nha. Năm ngoái là lúc mà mình mới xây nhà xong thì mình có quay vlog, nhưng mà Tết năm ngoái thì mình lại không quay, nhưng mà nó cũng cận Tết luôn rồi các bạn. Vô. Đây. Chen. Vô nhà mình đi các bạn. Ây. Các bạn xem mình năm nay mình sẽ sắm Tết những cái gì nha. Ten. Không có cái gì hết. Không có cái gì luôn. Năm nay thì là mình sắm được cái dàn karaoke. Đây. Bên này bàn ghế gỗ thì từ năm ngoái rồi thì giờ vẫn thế, chả có cái gì khác biệt. Tại vì mình thì mình Tết là cả nhà mình vào ông bà ăn Tết chung cho vui, chứ còn nhà mình thì mình chỉ có thắp hương thôi, chứ mình cũng không có sắm sửa gì nhiều các bạn. Sắm sửa cho ông bà là chính. Còn mình thì ấy, đây có cái dàn karaoke này, mình năm vừa rồi mình mới lắm gắn, nhưng mà có khi nào mình hát đâu. Tại vì nhà mình cũng không có khách ấy các bạn. Đâm ra cũng nói chung là cả năm trời mình hát, mình từ khi mua về mình hát được 3-4 lần gì đó thôi à. Tại vì mình bận làm á. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một thành viên mới trong gia đình của mình. Thì em bé nhà mình cũng sinh được hơn 1 tháng rồi. Rất là nhiều bạn là hay bình luận comment hỏi là anh mới sinh em bé tên gì ấy. Thì mình chưa nói, mình chưa bật mí. Hôm nay mình làm cái vlog này mình bật mí cho các bạn biết tên em bé luôn. Yo. Tiếng. Thì vẫn cái bộ sofa ngày xưa, không có gì đặc biệt. Vẫn thế ạ. Vô đây. 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 Xin giới thiệu với các bạn biết thành viên mới trong gia đình nhà mình. Bé Minh Tâm. Em gái của Minh Anh. À, em út. Còn một chị nữa. Còn một chị ba nữa, nhưng mà chị ba đang ở trong bà nội tí nữa mới về. Đây là Minh Anh này, đây là lớn này, lớn nhất này, già đầu nhất trong đàn gọi là
còn đây là em Út, đây là em Út, đó, đây là Minh Anh, còn đây là Minh Tâm nha các bạn. Thì còn Mia nữa, nhưng mà Mia ấy Mia đang ngủ này các bạn. À cha cha, dậy chào cô chú anh chị đi con. Ôi không, giấu rồi, xấu xí che mặt rồi. Thì nói chung là nhà mình thì cũng không có cái gì hết các bạn ạ. Mình chỉ quay vlog cho các bạn xem vui vậy thôi. Thì để cho các bạn nào mà chưa từng gọi là xem nhà mình ở clip trước ấy, thì mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn biết về nhà mình nhá. Thì đây có cái tủ lạnh này. Đây, có cái tủ lạnh đây. Thì mình cũng trong tủ lạnh thì chẳng có cái gì hết, không có đồ ăn các bạn ạ, chỉ có nước thôi. Khát nước quá. Nhưng mà nó chưa lạnh, hồi nãy mới bỏ vào. Rồi thì tiếp theo thì ở đây nhà mình có một cái phòng. Phòng này là cái phòng ngủ. Phòng ngủ. Còn đây là phòng của em bé. Tèn tèn tèn. Phòng em bé thì cũng không có gì hết, toàn đồ em bé thôi các bạn. Trước đây thì phòng này là của Minh Anh, Mia, nhưng mà bây giờ thì Minh Tâm chiếm lĩnh rồi. Nhưng mà đa số nhưng mà bây giờ đa số Minh Tâm thì sẽ ra ngoài võng ngủ là chính, chứ ít khi ngủ trong giường lắm các bạn. Quấy á. Còn đây là gian bếp nhà mình. Hơi tối nhỉ. Trời ơi. Mình nói thiệt với các bạn, Tết mình không có sắm sửa cái gì luôn á. Mình làm tới hôm nay mà vẫn chưa xong việc luôn. Tại vì là đây có cái cửa phụ này thì đi ra ngoài vườn. Nhưng mà ngoài vườn cũng chẳng có gì ấy các bạn. Mình toàn chăm đi làm thôi, chứ mình cũng không có thời gian để mà chăm sóc. Trồng cây, tính trồng cây cái gì muốn lắm, nhưng mà hiện tại mình đang rất là bận. Mình làm clip game đó các bạn. Làm clip game rồi bán nick. Bán nick ở trên shop ấy. Mình hỗ trợ này, rồi mua nick, rồi up lên này. Rất nhiều việc, bận lắm. Đây cũng có một cái tủ lạnh. Tủ lạnh thì này thì để đồ ăn, để nấu thôi, nhưng mà đâu có gì đâu, không có cái gì hết. Rồi tiếp theo thì mời các bạn cùng lên lầu 2 với mình nha. Rồi Minh Tâm vẫn ngủ. Bây giờ mình đi quay clip xong rồi mình đi tới cây xong rồi mình sẽ up video này lên luôn. Bây giờ là cũng 5 giờ chiều các bạn, tầm 6-7 giờ là mình up video này. Ai chà chà, đi lên lầu 2. Trời ơi, cái nhà mình chỉ có quét thôi các bạn, không có thời gian mà đi lau luôn á. Với lại cái nhà này thì lau cái này thì chắc là đuối luôn, nếu mà các bạn lau tỉ mỉ là không thể làm mà lau được. Đây, giới thiệu với các bạn biết phòng làm việc của mình. Ten 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 ten, mình giới thiệu sơ qua một góc làm việc của mình nha. Căn phòng mà chỉ có vàng với bạc thôi. Căn phòng này chỉ để đựng vàng với đựng bạc thôi các bạn. Đây, vàng bạc rất nhiều. Nhưng mà không ai mua. Vàng bạc này là vàng bạc gọi là tặng thôi. Còn đây là cái dãy điện thoại rồi đồ mà mình mua. Qua bên này là cái máy tính này các bạn. Máy tính này, rồi sâu cạc, rồi mic này, loa kiểm âm này. Qua đây là cái sâu cạc của mình, cái máy tính của mình để hát đấy các bạn. Mình là mình, công việc của mình rất là rõ ràng nha các bạn. Cái công việc chính là mình làm máy bên kia. Còn cái công việc phụ mình để hát hò hay là live stream hay là không phải live stream game thì vẫn bên kia, hát live stream hát hò các bạn. Đấy, hoặc là dựng video mấy cái MV ca nhạc ấy, hay là nói chung là làm máy tính hát hò liên quan đến ấy, giải trí là bên này. Còn công việc chính là bên này. Giới thiệu với các bạn biết đây là con máy tính chiến gọi là cực kỳ gọi là xịn sò của mình. Đây là máy tính làm việc chính, còn cái này chỉ là giải trí thôi. Rồi còn qua bên này đó thì có một cái tủ mà đựng để những cái máy quay phim đấy các bạn. Này nói chung ở trong cái đồ của mình ở trong cái phòng này thì nó rất là nhiều đồ, mình kể cái gì từ giờ đến sáng mai không hết đâu. Mình thấy đây, mình sơ sơ qua đây ha, mấy cái chính thôi. Đây có một cái laptop nữa. Này nó hơi tê tê tí, nó đang cắm điện này. Laptop này hôm bữa mình mua ba mấy triệu ấy, hàng của thằng Asus. Rồi mà laptop của mình hay lắm, mình xài không xài màn hình laptop đâu, mình xài màn hình này. Tại vì khi nào mình xách đi đâu ấy thì mình xài màn hình laptop của mình, thường mình xài cái này cho nó bự. Rồi sơ sơ qua thế thôi, hôm sau thì nếu các bạn thích thì mình sẽ quay một cái vlog riêng tỉ mỉ về căn phòng của mình gồm có những cái gì nhá. Rồi còn hôm nay thì sơ sơ thôi các bạn. Đây đi qua bên này.
Bên này thì nhà mình có tới hai phòng ngủ rồi các bạn. Đây một cái phòng ngủ ở bên trên. Đây cũng một cái nữa. Lâu lâu có mấy bạn bè tới chơi ấy, ở dưới Sài Gòn xuống chơi hay gì đó thì ở hai phòng này. Gần đây cũng có một cái toilet nữa. Cái này là cái cửa kính mình có thể mở ra mà mình cũng có thể đóng vào được. Tại vì đến mùa mưa ấy các bạn, nhà mình nó hay có mấy cái con ở trong miền Nam gọi là con mối. Còn ở ngoài Bắc không biết có hay không, mình không biết. Tại vì mình ở trong miền Nam bé từ cũng lúc mà mình hiểu biết là mình vào miền Nam là này có con mối nó bay khắp lơm. Ngày xưa là cái chỗ cái năm ngoái nhà mình là hình như là không có cái này phải. Lúc quay vlog đó là mình có chưa ta? Chỉ có cái khung tường bên ngoài thôi và cái khung sắt bên ngoài thôi. Còn cái kính này là chưa có. Nhưng mà sau khi mà con nó bay nhiều quá mình phải bắt buộc phải làm thêm cái khung này. Chứ nó không có bay vào khắp nhà luôn đó. Trời ơi, đến mùa mưa nó bay nhiều lắm. Đi. Thì tiếp theo là lỡ qua bên này. Bên này thì là có một cái đầu tiên là có cái quay phim của mình này. Cái này quay cái này. Còn ở đây cũng có một bộ bàn ghế. Mình nói thiệt với các bạn, một bàn ghế này không ai, từ khi gắn đây là để vậy thôi chứ có ai ngồi đâu. Và bây giờ cho các bạn biết, giới thiệu cho các bạn biết cái ban công nhà mình. Ở đây là ban thờ nhà mình. Tết thì mình chỉ có sắm sửa được từng này thôi các bạn. Chính xác là Tết chỉ có sắm sửa được từng này thôi chứ không có sắm sửa gì nhiều. Tại vì mình cũng không có ấy các bạn. Mình cũng không có ăn Tết ở ngoài này nhiều. Mình chỉ có cúng hôm đêm giao thừa thôi, cúng ông địa các bạn. Còn đa số là mình sẽ vào ông bà ăn Tết cho nó vui ấy. Rồi tiếp theo thì cho các bạn biết một cái view rất đẹp của nhà mình. Đây, cái view này á, mình nói thiệt với các bạn biết luôn là tối nay là đêm nay lúc 12 giờ mình đứng đây mình xem bắn pháo hoa cực kỳ đẹp luôn. Thì đây là cái ban công mà có lẽ tối nay mình sẽ lên đây ngắm pháo hoa. Ở bên ngoài đường kia các bạn, là mọi năm là họ bắn pháo hoa ngoài đường nhiều lắm, bắn quá trời luôn. Cái ban công này rất là đẹp các bạn, tối ở đây là mát cực kỳ luôn. Ngày xưa ở đây có hai cái ghế, ôi giời, có hai cái ghế, nhưng mà một cái ghế mình đem lên lầu 3 để hôm bữa quay MV không cách nào chắp vá rồi các bạn. Thì đây còn có cái à. Nhưng mà mấy khi ngồi trên này đâu, hầu như là không có, đa số lên đây gọi là ấy, ở đây là chính. Ủa nhưng mà cái ghế này chắc tối nay phải đem ra, hay là mình cầm cái ghế dưới kia lên vậy nhỉ. Ghế dựa ngồi đây là bái cháy vào chết luôn. Đây view toàn cảnh nhà mình ở trên lầu 2 ở đằng trước nha. Đây là đằng trước nha các bạn. Còn đằng sau có luôn. Đấy là bên dưới cổng. Các bạn có thể đi ra đây được luôn này. Đi ra đây được luôn. Ta nèn, đây là view đằng trước. Các bạn có thể nhìn được hết xung quanh. Còn nữa chưa hết đâu, đi lên tầng 3. Vô. Mình vẫn còn một cái gọi là tầng 3 nữa. Tầng 3 thì ngày xưa mình hay lên cực. Lúc mà mình mới xây nhà xong mình hay lên lắm. Mà bây giờ thì bảo mình lên mình lười lắm. Tại vì không có thời gian mà lên ấy. Đây. Thì đây lầu 3 thì lại view toàn cảnh ở đằng sau. Lầu 2 thì nhìn đằng trước. Còn lầu 3 thì nhìn đằng sau. Rất là nhiều view. Đây khi mình lên lầu 3 có cái cầu thang ở đây. Ngày xưa lúc mà mình xây nhà là mình không có tính lên lầu 3 đâu. Nhưng mà sau khi mà xây xong rồi mình mới tính lên, đâm ra nó mới bị cái này các bạn. Nó mới bị hẹp này. Chứ nếu mà mình tính sớm thì nó sẽ to ra. Trên này thì có bồn nước. Còn cái bình này là cái cục này là cái cục năng lượng mặt trời á. Tên 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 tên. Trời ơi cái lầu 3 của tôi một năm trời không lên. Đây là lầu 3 nhà mình. Đây này các bạn thấy cái ghế hồi nãy trong cái bộ bên dưới này. Ui, rồi lên đây ngồi cũng mát lắm. Ngắm phong cảnh trên trời. Trời ơi, ông trời. Đây là dàn năng lượng mặt trời. Các bạn thấy không? Ây, năng lượng mặt trời đấy. Còn đây là bình nước nóng lạnh. Xài cái bình này cũng ổn lắm các bạn. Rồi, tiếp theo thì là một cái view ở đằng sau nhà.
view đằng sau nhà này thì mùa mưa cây cối nó màu xanh nhìn trông cũng đẹp lắm, nhưng mà bây giờ thì lá nó rụng hết rồi các bạn, mấy cây xà cừ nó rụng hết lá rồi. Ở trên này thì ngày xưa mình hay lên, nhưng mà giờ thì bận quá các bạn, không có thời gian luôn. Tại vì thời gian gần đây mình năm nay mình lại bận nữa cơ. Năm ngoái thì mình ít nhá, năm ngoái thì xúc ních ấy thì là có mình hợp tác với một bên kia thì bên đó giờ vẫn làm, nhưng mà tại vì năm nay á mình hợp tác, mình tự mở một cái shop của riêng mình mua ních về xong mình úp lên trên shop ấy các bạn. Mà mua ních thì các bạn cũng biết rồi đấy, nó phải kiểm tra tùm lum tà le ra, mình phải kiểm tra ních ok thì mình mới úp lên bán, chứ không phải mấy cái ních tùm lum tà le tào lao mình úp lên bán là các bạn nói nhiều lắm. Thật ra mình phải kiểm tra rất là kỹ, mà kiểm tra nó rất là mất thời gian các bạn, xong rồi còn hỗ trợ nữa cơ. Rồi đa số là mình mất thời gian ở cái khâu mua ních là chính, mua ních về nó mất thời gian cực, đâm ra mình rất là bận, xong rồi còn hỗ trợ của shop kia nữa. Ngày xưa năm ngoái là nhà mình chỉ có hai bé thôi, vợ mình nó hỗ trợ, còn năm nay thì đau, mình phải một tay làm hết luôn. Eo trời mưa hả ta, sao có cơn mưa đen xí kìa, ô cơn mưa kìa, đêm 30 mà nó mưa cái thì mát nhờ, mai đường xá đi là đỡ bụi ấy, xịn đấy. Rồi thì nói chung là mình review sơ qua nhà mình của ngày 30 Tết năm 2021. Trước khi kết thúc cái clip này thì mình cũng xin chúc cho các bạn là sang năm mới thật là nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc. Hy vọng thì các bạn sẽ ủng hộ thêm mình trong cái năm 2022 nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào năm 2022 ở cái clip mới nhá. Hôm sau mình đang tính là có thời gian thì mình sẽ quay vlog nhiều hơn. Còn anh em nào muốn mua nick thì vào shop nick của mình dưới phần mô tả video nhé. Shop mình có hai shop, một shop anhhao.vn và shop anhhao.org. Các bạn mua nick ở shop nào cũng được hết. Nếu mà có lỗi lầm gì thì cứ nhắn tin hỗ trợ, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Chắc là từ tối ngày mùng 1 trở đi là mình bắt đầu hỗ trợ đấy. Tại vì mùng 1 mình đi chúc Tết, xong rồi mùng 2 bắt đầu làm việc luôn, chứ không có đi chơi. Nói chung là hỗ trợ cho các bạn hết mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã xem cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye. Chúc mừng năm mới.